Hello, hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình và mình Rùa đây. Thì clip hôm nay mình sẽ làm về báu vật GB mới được cập nhật ở BCF Việt Nam anh em ơi. Em hàng báu vật GB phiên bản hôm nay đó chính là một cây súng rất là huyền thoại, đó chính là RPK anh em ạ. Với số lượng đạn mặc định là 120 viên nhé anh em. Quay lâu lắm rồi BCF Việt Nam mới cập nhật lại báu vật GB mà chất lượng như đợt này. Đợt này toàn báu vật chất lượng thôi anh em ơi. Anh em nào muốn thử cái đồ nhân phẩm quay quả cầu may mắn GB thì có thể vào và quay ngay và luôn mấy em nó. Cái màn đầu tiên hôm nay mình sẽ làm đó chính là cái RPK nhá. Một cái súng như cái phiên bản Classic vậy, nhưng mà có một cái logo đầu sọ, thế là chúng ta lên được 120 viên, ảo chưa? Rồi thế thôi, lâu lắm rồi không bắn RPK sao cảm giác nó cứ giật giật đấy nhở. Baby. Ấy à, đâu anh đâu ta? Anh đi đường kia, anh không đi đường này, ảo ma Lazada thế nhở. Ảo ma Lazada thế nhỉ? Vô đấy. Cắt tiết luôn, cắt hết, double kill cận chiến. Bạn nào me mình là mình cắt luôn. Thiến. Úi rồi, sao cảm giác lơi giật anh em ạ? Ôi mình nhớ ngày xưa mình bắn RPK bay lắm. Sao bây giờ cảm giác bắn không thấy đam đâu hết nhỉ? Ôi chị tá đã quay qua quay lại đã móc em rồi, quá là nguy hiểm cho chị tá nhá. Phờ lát chị tá nè. Ôi, mù luôn cả em à. Lên đây. Ôi trời, lên từng đứa một thôi kìa. Úi rồi, RPK này bắn có vẻ hơi chuối. Không cân tim rồi trên này anh em ơi. Mày nhảy. Làm sao? Vô đây. Ui, cứ tưởng cái RPK này đam nó vẫn to như ngày xưa nhưng không anh em ơi. Bây giờ độ giật của nó khiếp quá. Lên thần du nhưng mà không thành công. Bobo. À làm sao có lợn đi vô đấy. Vô đấy. Ấy à trâu thế. Thì đấy là mình thử 2-3 game rồi. Đứng trên thùng hàng không thể một mình cân tim được anh em ơi. Cái này phải có một cái cây gì đó cover hoặc là toàn zombie đỏ thì may ra cân tim được. Chứ với đồ giật đạn lạc của em nó thì gặp mấy chị tá eo thon ấy, chị mà bay quay mòng skill quay như vũ điệu tango thôi chịu. Bắn không trúng biết nào luôn anh em ạ. À, đây. Úi rồi, tá cuối cùng cũng trúng được vài viên này anh em ơi. Súng này bây giờ giật quá. Bắn tầm trung thì rất là ok nha. Ngồi có thằng móc lốp mình hay sao vậy? Không có thằng nào móc lốp hết. 4 kill. Ui nhấp nháy bắn mãi không trúng. Vô đây. Một vết 12 à? Địch vậy sao lại đông thế nhở? Sao cứ một vết không với ta? Không có hero nào cover một tí để chia với bọn zombie để ra nhở? Đồng quá. Ôi cái gì đây? Trò bom nó không có đám này gì. Nè lùi lại này. Ơi kẹt anh tơ bị kẹt luôn, đẹp cho anh tơ lắm. Nào từ bạn xếp bạn không thấy một bạn zombie đỏ đấy vậy. Zombie đỏ đâu? Mày. Ôi đau, bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó thì cho có lắm mơ chứ. Chém như một ghê gớm vậy. lùi lại ngay. Không hãn thế. Ý, xách máy bỏ chạy, không đánh được thì làm gì mà phải xoắn. Gặt từng đứa một. Gặt. Hàng. Ôi, sao hàng này đã mon men ở đây rồi. Chạy lăng bài đi bộ em ơi. Còn một ca máu định bệnh bọn nó chém cho nhấc người. Đấy giờ không test được cái gì cái RPK luôn anh em ạ. Đúng là khả năng thủ của mình quá là kém. Trời ơi. Bắt đầu mình đã cảm giác được cái RPK này rồi anh em ơi. Kéo xuống chân zombie thôi là chúng ta sẽ bắn trúng zombie thôi. Trời ơi, nó giật quá. Tưới đạn. Ấy à. Ấy à, được. Bắt đầu cảm nhận được cái độ ảo ma Lazada rồi. Đạn lạc chơi. Ôi, lạc chơi không trúng kìa. Lại double kill rồi, lại double kill rồi. Ngon lành canh đào ơi. Không tin là không trúng. À, bù mắt. Mất tôi. Quá là thật anh em ơi. Thuần phục được cái RPK này bây giờ là hơi bị khoai đấy. Đấy, đã lúc mình liếm mạng rồi. Đấy, cái RPK này anh em mà tưới đạn từ trên xuống á, đạn rất đường, đạn rất là ok nha. Còn tưới ngang tầm ấy là nó đạn nó đi lạc trôi lắm. Sao mà qua được. Sao mà qua được. 50 mấy viên, được. Mình còn đạn vô sở hạn nữa mà. Vô đây, lên đây, xếp hàng ở đây. Ôi. Đông. Ôi. Cái gì mà chém ghê gớm vậy? Chém gì mà ghê gớm vậy? Chém nhà người ta còn có 2k máu rồi, quá ghê gớm. Có bạn nào thẩm sờ du không nhỉ? Cho mình thủ với. Đấy anh em thấy không? Ui, đam to. Đứng trên cao tưới đạn xuống đúng là một nghệ thuật. Bạn hồi máu cái gì? Tầm này chúng tôi đã không phải hồi máu. Ui, có anh sáu nòng đây, không biết mình có liếm được kill nào không? À, vẫn có cơ hội nha, vẫn có. Ê. Đừng! Trời ơi, mình gãy ép vào đây bầy. Chạy thôi, lắc ba đi bộ, chuồn em chuồn khỏi đây, quá đông zombie rồi. Em xin. Anh tơ, nhảy xuống. Ê, lừa nhá, gặt hái anh tơ liền. Làm sao anh tơ cho anh tơ cơ hội được. Ôi, chuồn thôi anh em ơi. Chỗ này, ôi sao có tá lại không chém kia nhìn mình nhỉ. Say đắm là mình cho đắm say luôn đấy. Ăn bom với lợn. Ơi, cái bom này không có đam nhở. Cay thật. Mày Gặt lúa. Ôi chết rồi. Ôi sao còn có 2k máu này. Ôi còn 1k máu ơi, thôi xong rồi. Chạy, lắc ba đi bộ chạy. Hơi. Nó lùn mà nó chém bắt tới à. Lừa thật. Nếu anh em nào quay được cái RPK này muốn vào trải nghiệm thì mình thấy là cũng ok. Tại bây giờ GB chúng ta đâu thiếu đâu. Cứ quay thoải con gà mái đi. Nhưng mà mình đánh giá cũng không cao cái RPK này lắm. Kiểu như bây giờ RPK này bị nép quá rồi anh em. Cái dòng này mình thấy cái giật thế nào ấy. Hai càng không còn là hai càng như ngày xưa của anh em chúng ta nữa rồi. Ôi dồi ôi, làm tơ luôn. Mấy tí với quỷ ơi, thay em. Cố gắng tiêu diệt mấy ông thẩm du hồi trước. Không tí mấy ông tí quỷ ông cover mấy ông tí với quỷ sao mình giết được. Ôi dồi ôi, nhảy đầu không biết gì luôn. Ôi dồi ôi, bắn quỷ là bắn không cho đi luôn mà. Chị Thảo ơi đừng đạp đầu em, đừng block, alo. Thế là mất đà công phá luôn. Ai ôi ông team quỷ đen lắm. Ôi xinh nhà đi luôn. Đứng lại. Tớ mới chim to đến đây. Bất ngờ rồi, không ăn được rồi. Ôi để ông Zepinon cào hết ạ. Vai thiệt. Tơ lên không chém được nhưng bạn Zubinon rất cơ hội. Lùi liếm luôn. Quá đỉnh bạn Zubinon. Đừng kinh thường Zubinon nhá. Ông này không hero đi. Ôi trận cuối rồi. Thôi bye bye mọi người nhá.